Trong video trước, Thạch Hạo đã trợ giúp Thiên Thần Sơn mở ra trận pháp. Không lâu sau, muội muội của Vân Thương Hải là Vân Mộng Lan cũng xuất quan. Nhìn thấy nhị hầu tử, nàng ta vô cùng vui mừng. Nhị hầu tử nhanh chóng biến hóa thành bộ dạng trung niên nhân loại. Tên thật của hắn là Khổng Cầu Kỳ. Hai người nhanh chóng lao vào ôm chầm lấy nhau, bộ mặt vô cùng xúc động. Chứng kiến cảnh tượng này, Thạch Hạo liền thắc mắc hỏi thăm Vân Hy. Nàng chỉ biết năm đó là Khổng Tước Tôn ra oai phong một cõi, nghe nói năm đó ăn trộm linh dược của Thái Cổ Thần Sơn, khiến cho phụ thân và tổ phụ Kim Vân Tiêu cùng nhau truy sát. Cuối cùng bị phế tu vi, một mình trốn ở Bách Đoạn Sơn. Lúc này tên Kim Vân Tiêu tưởng như đã lìa đời, hóa ra vẫn còn sống. Hắn giải thích, song điều cũng ôn hòa hơn trước. Năm đó Khổng Cầu Kỳ cướp tần nương của Kim Băng tộc, không giết chết đã là hời cho hắn. Mộng Lan đem chuyện xưa kể lại, hai người vô tình gặp nhau rồi yêu nhau. Sau đó nàng quyết định đưa chiếc khuyên tay cho Khổng Cầu Kỳ. Vậy nhưng không lâu sau, Thiên Thần Sơn lại tuyên bố thông gia với Kim Băng tộc. Không còn cách nào khác, nàng đã trộm đi trận đồ của Băng tộc, định dùng trận pháp rời đi cùng Cầu Kỳ. Đáng tiếc là trận pháp thiếu sót không thể mở ra. Vừa đúng lúc Kim Băng tộc đuổi tới, Khổng Cầu Kỳ bị đánh rơi xuống vách núi không rõ sống chết. Sau khi trở về, nàng thà chết cũng không gả đi. Cho tới hôm nay, sự chờ đợi này cuối cùng cũng được đền đáp, hai người cũng đã đến được bên nhau. Bây giờ mọi chuyện đã tới nước này, Kim Vân Tiêu cũng không muốn nói nữa, hắn nhắn tới chuyện của Vân Hy. Nàng ta dù sao cũng là do Kim Băng tộc của hắn cầu hôn trước. Mộng Lan liền hỏi Kim Vân Tiêu về chuyện chiếc khuyên tai linh tê định tình của nữ tử thiên nhân tộc. Hiển nhiên là hắn ta không có, Thạch Hạo nghe về lập tức lấy ra chiếc khuyên tai đã cướp được từ Vân Hy. Như vậy là mọi chuyện đã rõ, Vân Thương Hải cũng không muốn làm khó hai người nữa. Mộng Lan tiếp tục nhắc nhở, nếu cậu đã đạt được khuyên tai linh tê, sau này có thể tới cầu hôn. Thạch Hạo không khẳng định hay phủ nhận, cậu lập tức chuyển sang chủ đề khác. Hiện tại thời gian không còn sớm nữa, mọi người cũng nên tiến vào trận pháp rồi. Rất nhanh bọn họ cũng tiến vào trận pháp, chào tạm biệt xong hai bên cũng chia tay rời đi. Vân Hy nhìn thấy Thạch Hạo có vẻ không muốn đi nên tò mò hỏi thăm. Tin tức pháp trận mở ra rất nhanh thôi đã truyền khắp bát vực, đến lúc đó nhất định sẽ là tràng cảnh hỗn loạn. Thạch Hạo không muốn rời đi, cậu còn phải tìm kiếm mẫu thân và phụ thần nữa. Trước khi tiến vào thượng giới, Vân Hy cũng không quên cảm ơn, nếu không có Thạch Hạo giúp đỡ, thiên nhân tộc e rằng sẽ nhận hậu quả khó mà lường được. Ân đức này, nàng chắc chắn khắc ghi trong lòng, nàng hy vọng cậu hãy giữ gìn thật kỹ khuyên tai linh tê. Sau khi Vân Hy rời đi, Thạch Hạo cũng quay sang phía Kim Vân Tiêu an ủi, nếu người của Kim Băng tộc tới đây, cậu cũng sẽ cho qua. Lời này làm cho Kim Vân Tiêu cảm kích, hắn chắp tay cảm tạ rồi nhanh chóng tiến vào pháp trận. Trước khi biến mất, vẫn không quên đem thánh vật Nguyên Thủy Trần Vũ của Kim Băng tộc tặng cho Thạch Hạo. Nếu tên kia đã có lòng sám hối, vậy thì Thạch Hạo cũng không từ chối. Cuối cùng nơi này chỉ còn lại hai người, Thạch Hạo và chín đầu sư tử. Thạch Hạo quyết định sẽ đi tìm cha mẹ, còn chín đầu sư tử thì quay về tộc đàn của mình báo cho mọi người. Thạch Hạo nhanh chóng rời đi Thiên Thần Sơn, vừa đi vừa không quên bàn giao cho Tiểu Tháp. Thả Dương Thạch cũng đã đùa rồi, lần này coi như hòa nhau. Hai người vừa nói hàn huyên được vài câu thì mặt đất đã xuất hiện động chấn, ngay sau đó một bàn tay khổng lồ cũng xuất hiện. Tiểu Tháp cho biết, có lẽ thượng giới có đại năng đang thử thăm dò, lại muốn thông qua vết nứt không gian kết nối lượng giới để xuống đây. Từ sau khi có cấm kỵ tồn tại vẫn lạc ở giới này, nơi đây liền có cơ duyên đáng để mạo hiểm. Thạch Hạo nghe vậy liền nhớ tới Chí Tôn Thần Tàng, đáng tiếc chỉ là một huyễn tưởng. Xem ra huyễn tưởng này sớm đã bị chôn giấu ở nơi đây vào thời kỳ thượng cổ. Lặng lẽ chờ đợi thời khắc này tới, mà sau khi phát động chỉ vì thu hút cao thủ các nơi tới đây. Lúc này trên đường phố, vô số người đã bị vị đại năng kia giết chết, tình cảnh có thể nói là hỗn loạn. Đột nhiên hướng Tây Cường xuất hiện dao động cực kỳ mạnh mẽ, kèm theo đó là một cái chuông khổng lồ xuất hiện. Tiếng chuông không ngừng vang lên khiến cho đám người bên dưới mất tự chủ với bản thân, dường như là bị khống chế. Chưa dừng ở đó, ở phương hướng khác còn xuất hiện thêm một cái bảo tháp. Tiểu Tháp sau khi nhìn thấy thứ này liền hoảng sợ, nó nhanh chóng ẩn giấu đi khí tức và trốn vào bên trong thế giới bảo hợp. Không ngờ cái tháp kia là một phần thần pháp mà Tiểu Tháp đã thất lạc. Vừa nói tới đây, bầu trời lại xuất hiện ra một chiếc la bàn. Đây chính là luân hồi bàn. Nó cũng giống như thần pháp của Tiểu Tháp, đều mất đi một phần, không có sinh linh giáng lâm, chỉ có ba đại pháp khí giáng thế. Như vậy càng khiến người ta bất an, Thạch Hạo phải nhanh chóng tránh đi. Không có người nhúng tay, cái gọi là đại kiếp lẽ nào thực sự chỉ là tự nhiên tạo hóa luân hồi. Nói tới đây, bầu trời lại xuất hiện thêm nhiều thứ kỳ lạ hơn, còn có cả trật tự thần liên. Trật tự thần liên có hình dạng là những sợi xích, kẻ nào đó bị bắt giữ liền chết chắc. Tục truyền mỗi lần xuất hiện đều sẽ có rất nhiều người phải bỏ mạng, như vậy thì đại kiếp đã chính thức xảy ra rồi. Rất nhanh sau đó, vô số người cũng bị trật tự thần liên tấn công, Thạch Hạo cũng không ngoại lệ. Rất nhiều người hoảng sợ bỏ chạy, vậy nhưng cũng có cường giả đứng lại chống đỡ. Đáng tiếc là những gì bọn họ đang làm chỉ là dãy dụa trước khi chết mà thôi. Thậm chí, dưới sự hợp lực của nhiều vị tôn giả, trật tự thần liên còn không bị chảy xuống chút nào mà uy lực của nó càng thêm mạnh hơn. Thạch Hạo chứng kiến cảnh tượng đó liền kinh ngạc, thực lực như thế căn bản không thể ngăn cản được nó. Ngay cả tôn giả đều không hề có sức phản kháng. Nếu là tu sĩ bình thường chẳng phải sẽ chết trong nháy mắt hay sao?
May mắn là trật tự thần liên chỉ tập trung đến các tôn sở, bọn họ lần lượt bị xích rồi mang lên không trung, không ai có thể thoát. Nếu như những nơi khác cũng vậy, vậy thì đây chính là một trận săn bắt. Cứ tưởng là những người không phải tôn giả sẽ không sao, vậy nhưng Thạch Hạo lại đột nhiên bị tấn công. Cậu nhanh chóng lấy ra côn bằng bảo thuật đáp trả lại. Vậy nhưng trước khi biết chuyện gì xảy ra thì tập phim đã hết rồi. Hẹn gặp lại mọi người ở lần sau nhé. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.